Ok, xin chào các bạn. Và clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cầu thủ chơi vị trí tiền đạo, đó là Erling Haaland, thủ bóng đá người Na Uy. Và mùa giải tốt nhất hiện tại của anh chính là mùa 19 UEFA Champions League. Ta thấy đối với mức thiện cộng 1 thì Erling Haaland đã có chỉ số là 97 ở vị trí FT. Mức lương là 21, chiều cao 1m94 và cân nặng là 87 kg. Thể hình trung bình, chân thuận trái 5 và phải 3. Kỹ thuật là 3 sao. Chỉ số vận gốc bao gồm sút xoáy và ma tốc độ. Ở vị trí FT thì Haaland mạnh ở khả năng tăng tốc, khả năng rê bóng, kỹ năng dứt điểm và lực sút. Ngoài ra các bộ chỉ số như là sức mạnh, tốc độ, giữ bóng, đánh đầu, chọn vị trí và phản ứng đều trên 9x. Chỉ số như chuyền ngắn, sút xa, volley đều rất ổn. Vậy thì khi mà để Erling Haaland ở vị trí FT, chúng ta nên để chiến thuật đơn như thế nào? Ta sẽ để xu hướng là công 3 và thủ 1. Sẽ nách hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Bây giờ chúng ta sẽ vào in game để kiểm tra xem anh này đá vị trí FT như thế nào. Haaland là cầu thủ trưởng thành trong gia đình có truyền thống bóng đá. Cha của Haaland cũng từng là một cầu thủ thi đấu ở ngoại hạng Anh. Và anh sinh ra ở thành phố Leeds của Anh. Sau này thì chuyển về quê nhà Đan Mạch. Haaland nổi danh ở các câu lạc bộ trong nước, Xin chào, tôi là Quang Tùng và chào mừng các bạn đến với sân công viên các hoàng tử. đặc biệt là FC Istanbul. Đó là tấm vé thông hành để anh có thể chuyển tới Được một môi rồi, trường hãy bóng đá cùng bắt tốt đầu cho hơn các trận như đấu mà là tất cả chúng ta đã trông chờ hôm nay. La Liga, khi đầu quân cho câu lạc Ronaldo, bộ Borussia Dortmund. Sergio Ramos, Trước khi gia nhập David Dortmund Klopper. thì Haaland đã có 5 trận đấu ghi bàn liên tiếp ở Champions League, một thành tích vô tiền khoáng hậu mà rất ít những cầu thủ ở độ tuổi trẻ như Haaland có thể Cầu làm thủ bên được. trong đang gọi bóng. Phòng ngự rất Năm tốt. nay mới bước vào độ tuổi 20, độ tuổi rất đẹp của đời cầu thủ, nhưng Haaland đang là một trong những sát thủ rất đáng Có thể có sợ. bàn thắng. Để nói tài năng của anh Trọng hiện tài xác định tại đó là một quả phạt góc. là vượt trội hoàn toàn so với cái độ tuổi còn rất trẻ của mình. Roma, thật tốt cho thủ môn cú đá trúng cột. Trong 3 trận đấu đầu tiên Raúl González. ở Bundesliga cho Borussia Dortmund thì Hà Lan đã ghi tới 7 bàn rồi. Thành tích vô cùng ấn tượng. Đây chính là Erling Haaland mùa thẻ 19 ở Champions League hiện Steven tại. Gerrard. Trong in game thì anh có một thể hình tương đối David cao, Klopper. 1m94, Có thể dứt điểm ngay. mái tóc vàng và khuôn Họ mặt chuyền bóng khá như là thể điển không cần trai. nhìn vậy. Và đây là cú sút. Bóng đi như một mũi Cú dứt tên và có thể gây điểm nguy hiểm cho theo các kiểu khán giả. ZD của Hà Lan. Xoáy. Kỹ thuật của Hà Lan là ma tốc độ và Raúl sút González. xoáy. Tuy nhiên thì Hà Lan sẽ dứt điểm cực kỳ tốt ở trong vòng cấm địa. Alexander Golovin. Khả năng tốt Anh nhất ấy của Hà đá cướp được Lan bóng. chính là khả năng chọn vị trí và chạy Alexandro chỗ. Del Piero. Hà Lan rất giỏi chạy vào những điểm mù ở hàng phòng ngự đội bạn. Chính vì thế mà Matip trong Delic. những tình huống anh ghi bàn thì hầu Aaron như Wan-Bissaka. hậu vệ đối phương và thủ David môn của đội Klopper. bạn cũng không biết tại sao mà Hà Lan lại xuất hiện đúng vào thời điểm đó để có Raúl thể ghi González. bàn được. Khả năng chạy chỗ của Hà Lan là rất tốt. Các bạn thấy
tình huống chạy chỗ rất hay của Hà Matthew Lan. De Ngoài ra thì khả năng Raúl González. dè dắt bóng và xử lý một Người đang chạm giữ của Hà bóng là Lan mùa hiện Guardado. nay cũng rất tốt. Rất nhanh. Thể hình lý tưởng. Sút Không tuyệt những vời. là người dứt điểm hay mà Hà Phải Lan có phạt còn đền. là một cầu thủ khả năng đánh Vâng, đầu tốt. trọng tài quyết định phạt đền kèm theo một chiếc vàng anh Quang Tùng. Vậy là Tôi nghĩ trên đó là quyết sân định đã công xảy bằng ra với một trọng biến tài, đó cố. là pha phạm lỗi rõ ràng và trọng tài đã chính xác. Biến cố hơi bị bất ngờ. Cú đá penalty quá tốt, không có cơ hội nào Tình cho thủ huống Wan môn. Bissaka bất ngờ phạm lỗi trong vòng cấm dẫn tới một tình huống Đó là penalty. một pha sút penalty rất tốt với áp lực như vậy. Rất tốt. Một nửa thời gian trôi qua và cuối cùng chúng ta cũng đã có bàn thắng mở tỷ số. Pha chuyền bóng Là tấn Hà công Lan nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. bứt tốc, khả năng bứt tốc và tì đè của Hà Lan cũng rất tốt. Steven Gerrard xong luôn, mất bóng trong vòng cấm. Đây Các bạn thấy rồi, chưa? bàn thắng. Vâng, Trong vòng cấm sai lầm địa của thì hàng Hà phòng Lan thủ ghi bàn rất xuất nhìn sắc, ngoài đường biên kia, chạy chỗ huấn thông luyện viên minh, họ dẫn đang phát điểm điên tinh dưới tế. góc trò của mình. Anh sút bằng chân trái tốt hơn chân phải, vì chân Anh trái là ta chân rất thuận của rất Hà lạnh Lan. lùng khi thực hiện Trong tình pha huống cứa vừa lòng rồi ghi thì bàn. ở góc Đúng tương vậy, đối bóng hẹp, đi Hà theo một Lan quỹ đạo đã cong dứt điểm vút bằng và chân bay vào trái, lưới. chân phải thành Môn công. hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Tỷ số bây giờ đang là 1-1 Vậy cho cả hai là đội. dù là thuận chân trái nhưng chân phải của Hà Lan cũng không hoàn toàn là vệ. Làm cách nào để chống lại Anh sự thi khó đấu chịu này? tốt Họ đang cố gắng để chạm bằng vào cả bóng. hai chân. Suýt chút nữa đã có bàn thắng. Cơ hội gỡ hòa 10-10 vừa trôi qua rất đáng tiếc. Có lẽ bây giờ rất hiếm một tiền đạo nào trên thế giới có thể thi đấu và có David hiệu suất ghi Proper. bàn kinh khủng như Hà Lan. Raúl González. Chắc chắn trong thời gian tới thì anh sẽ còn Những ghi pha rất phạt bật nhiều khá bàn đẹp thắng mắt. nữa và đang còn Phạt phát rất triển tốt, nữa. một cú sút tầm thấp. Tình huống dứt điểm. Tình huống Đây dứt điểm của Hà Lan rồi. bóng đi tương đối hiểm. Thủ môn đã kịp thời khép góc. Khả năng bật nhảy cũng tốt. Hà Lan có thể được xem như là ông vua Quadrado. ở vòng cấm địa, sát Thierry thủ đích Henry. thực của bóng đá thế giới Cơ hội đương là đây. đại. Tình huống lấy bóng của Sergio Ramos. Phong cách của Erling Haaland có gì nét gì đó rất giống Rô Béo thời kỳ đỉnh cao, David tuy Proper. không màu mè như Rô Béo nhưng Haaland lại có Hiệp khả 1 năng của trận đấu này đã ghi bàn rất đáng nể. Hiệp thi đấu thứ hai của trận đấu chính thức bắt đầu. Tình huống anh có cơ hội trong vòng cấm thì gần như 90% là bóng sẽ David bay vào lưới. Proper. Ronaldo. Ấy chạy chỗ trong in-game của mùa thẻ 19 UEFA Champions League cũng rất tốt. Alexander Golovin. Lương tương đối là Ferland ấn tượng, Mendy. 21 đủ để nói lên cái năng lực của Hà Lan trong mùa thẻ này. Nó phản ánh gần như chính xác những gì mà ngoài đời Hà Các Lan tiền vệ đang thể cánh đang hiện di được. chuyển ra cánh đợi bóng. Và đây là cú sút. Tiền Bóng văng đạo có ra, cơ hội vẫn khả năng còn. Và đó sẽ là ăn cơ hội bàn rất nếu đáng họ chạm được sợ. vào bóng. Có thể Đấu sẽ là một trường pha bật đỉnh tường. cao như UEFA Champions League thì David Proper. 100% là anh ta có tài năng thật sự. David Zappacosta. Vâng, đó là một đường chuyền thông minh cho đồng đội. Matthijs de Ligt. Đối phương bị bất ngờ, họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Anh ấy đã phòng ngự Dortmund rất luôn là tốt. cái nôi để có thể là bệ phóng để phát triển những tài năng trẻ. Ronaldo. Và Hà Lan chọn Dortmund cũng là một sự lựa chọn hợp lý. Alexander Golovin. Đối thủ phòng ngự rất Sau tốt thời và họ kỳ đã mất của quyền kiểm soát bóng. Lewandowski cùng với Michael Ballack. Aubameyang thì Dortmund đã tìm thấy được một tiền đạo đích thực Henry. gánh team cho hàng công, Và họ đó vừa giành được là Hà bóng, Lan. họ lại làm mất nó rồi. Alexander Golovin. Mùa thẻ Steven Gerrard. 19 UEFA Champions Raul. League là mùa thẻ rất đáng dùng của Hà Lan. Nơi mà tôi nhận Ronaldo. thấy anh là một ST toàn diện và rất hoàn Raul hảo. Gonzalez. Phối hợp tốt. Sút đi. Cũng quý liên tục của Hà Lan. Bạn thấy dù để chiến thuật Họ đang chơi mắc phòng thủ binh rất là kín công kẽ. nhưng Hà Lan Ferland Mendy. cũng có những pha di chuyển rất linh hoạt và Alexander năng động. Golovin. Anh luôn là cái mối Ronaldo. đe dọa khiến cho hàng phòng ngự của đội bạn Raul rơi vào Gonzalez. trạng thái liên tục phải hoạt động. Nếu không
phải chấp nhận một cái giá rất đắt, đó là nhận bàn thua đến từ đội trần của Hà Lan. Vị trí ST thì Hà Một Lan pha chuyền qua chuyền lại có giữa hai thể cầu được thủ. chấm mức điểm cao Ồ, nhất họ đã mất quyền kiểm 10 soát. trên 10. Sát thủ đích thực trong vòng cấm. Kỹ thuật 3 sao không ảnh hưởng nhiều đến Davi lối proper. chơi của tiền đạo này. Có thể phối hợp. Khi mà lối chơi của anh chủ yếu là chạy chỗ và tăng tốc. Tiếp theo là những tình huống dứt điểm vô cùng quyết đoán và những bàn Rất thắng nhanh. tinh tế đẹp mắt. Sút. Vào rồi, tỷ số trận đấu đã được mở. Đó là một pha cứa lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Tỷ số bây giờ đang là 2-1. Thất hai. Vậy là Alexander Golovin. video này cũng Raul giúp anh Gonzalez. em hiểu một phần nào đó về mùa giải Ronaldo. 19 UEFA Champions League rồi, Hà Lan rồi. Alessandro Del Piero. Thì những Cần điểm phải rút mạnh thêm của một Hà chiếc cờ vàng. Lan, nói chung là anh là một tiền đạo Rodrigo. mạnh về mọi thứ, từ thể hình, thể lực cho đến kỹ Có thể tốc có bàn độ. thắng. Chỉ hơi hạn chế về kỹ thuật là 3 sao thôi. Anh em nào chơi Rất có quậy thể đội skill bóng sân thì nhà cũng sẽ sẽ giữ lại không trọn vẹn chiến thắng thích trong điều chiếu này này. lắm. Chính xác là như Thế vậy, nhưng họ ngoài là vị đội trí hùng chiến ST để thì được Hà tung Lan lợi còn thế có khả sân nhà năng để kín tạo ra đạo lợi thế và tuyệt đối so với đối chuyền thủ. bóng rất tốt. Davi Proper. Khả năng Declan xoay Mendy. sở nhanh trong vòng cấm. Rất linh hoạt. Vieira. Và đây là cú sút Và ra của trận một rất đá trời nhanh của rất Hà hay. Lan. Nếu không thì bàn thứ hai đã ghi. Ồ, tiền đạo đã sút rất Với tự thêm tin một khi đối chút thủ nữa môi khi trường dứt quá điểm thì tốt. đôi chân của Thời Hà gian Lan bù giờ ra sẽ rất là 2 nhanh. phút. Vì vậy, những anh em mà chấp cơ hội tốt thì sử dụng Hà Lan là một Bóng lựa được tạm chọn thời rất trả hợp về cho lý. De Gea. Xin chào anh em. Và hẹn anh em trong những clip review cầu thủ tiếp theo.